hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn một cách để chúng ta sẽ phục hồi những cái email đã bị xóa nhưng không quá 30 ngày. Nếu mà bạn đã xóa nhầm một email thì có cách nào lấy lại được hay không? Tất nhiên, bạn có cách phục hồi lại với một điều kiện là trong vòng 30 ngày. Trong vòng 30 ngày chúng ta lấy được. Thì ở đây mình sẽ thị phạm cho các bạn này. Ví dụ giả sử như mình sẽ xóa cái thư này. Được chưa? Thì sau khi xóa thì làm cách nào để chúng ta phục hồi lại? Thì trong Gmail nó có một cái chức năng đây, sau khi thư bạn xóa thì không phải là nó xóa hoàn toàn đâu, nó nằm ở trong một thùng rác, thùng rác nha. Rồi đây, thư mình vừa xóa này, thì các bạn muốn phục hồi các bạn kích vào đây, các bạn chọn di chuyển đấy. Ví dụ đây là một thư đấy này, chúng ta di chuyển đến thư đấy. Rồi chúng ta xem lại này, đây là thư chúng ta đã được phục hồi đầy đủ chưa? Và như vậy thì các bạn muốn xóa hoàn toàn thì như thế nào? Ví dụ như mình muốn xóa hoàn toàn cái thư này, được chưa? Thì các bạn sau khi bạn xóa ở đây thì các bạn vào trong phần thùng rác này, bạn kết vào đây, bạn là cái chữ xóa vĩnh viễn này, bạn kết đây, xóa vĩnh viễn là nó sẽ không phục hồi được nữa. Các bạn có hạn chế xóa vĩnh viễn trong trường hợp mà chúng ta muốn xóa những cái thông tin quan trọng, cái gì đó thì chúng ta mới cần xóa thôi. Còn ít trường hợp thì chúng ta đừng nên xóa để chúng ta có thể phục hồi lại trong vòng 30 ngày.